Kính thưa quý khán giả, chúng tôi luật sư Nguyễn Hoàng Duyên ngày hôm nay trở lại chương trình cùng với ký giả Nguyễn Xuân Nam. Anh em chúng tôi sẽ nói một cái đề tài hiện đang là thời thượng xảy ra gần như trên toàn thế giới, đó là cái việc tấn công của các cái trung tâm quyền lực với nhau, không phải tấn công bằng vũ khí cổ điển mà là tấn công vào những cái hệ thống điện tử mình gọi là hacking. Trước khi vào chương trình, xin kính chào ký giả Nguyễn Xuân Nam thưa. Thưa chào luật sư. Dạ vâng. Thưa Nam, kể từ khi có loài người, kể từ khi có chiến tranh, thì chúng ta biết là có một cái ngành chiến tranh tình báo. Ngày xưa thì tình báo dựa trên con người, có nghĩa là mình gửi gián điệp qua nước người ta từ thời Nhạc Phi, Tần Cối cho tới những nhân vật mà tình báo tiểu thuyết nổi tiếng ngày hôm nay là James Bond 007 chẳng hạn. Thì cái việc mà làm tình báo ngày xưa dựa vào con người, nhưng mà với cái kỹ thuật ngày nay, khi mà cái computer hay là tất cả những cái hệ thống điện tử truyền thông nó tiến triển như thế đó, thì cái việc mà tấn công qua những cái hệ thống điện tử của nhau nó trở thành ra một cái vấn đề rất là lợi hại, rất là nguy hiểm. Nó vừa củng cố cái quyền lực mềm mà thật sự nó lại là nó cũng xác lập cái quyền lực cứng trong tương lai nữa. Nhưng mà ngày hôm nay thì chắc tôi không có muốn hỏi cái giảng Nguyễn Xuân Nam về là việc là các nước tấn công với nhau vào cái hệ thống điện tử để mà xâm nhập cái an ninh quốc phòng, mình dành cái đó trong chương trình khác. Có một cái điểm mà tương đối mới lạ hơn là ngày xưa các nước đánh nhau qua, không phải là ngày xưa, xin lỗi, là những năm về trước đó, họ đánh nhau thì nhiều phần nó tập trung vào cái quân sự và tập trung vào cái hệ thống phòng thủ của nhau. Nhưng mà cái điều mà một quốc gia mà dùng cái quyền lực của mình tấn công vào các cái hãng tư để lấy cái sản phẩm trí tuệ, điều đó nó vẫn có, nhưng mà chưa bao giờ mà nó phổ biến như là cái hiện tượng mà đang xảy ra giữa Trung Quốc và các cái công ty kỹ nghệ lớn trên thế giới. Trước khi vào những cái câu hỏi cho ký giả Nguyễn Xuân Nam, ký giả Nguyễn Xuân Nam có thể tường thuật tóm lược lại cho quý khán giả về sự việc đang xảy ra như những cái lời bàn thảo trên thế giới thôi. Thưa cảm ơn luật sư. Cho phép chúng tôi, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị. Cái đề tài này đó là đề tài nó quá rộng lớn đi. Nếu mà chúng ta không narrow down, không tóm nó lại đó, thì chúng ta sẽ bàn vô tận và đi lạc và đi lạc đường. Thưa quý vị, trước khi mà chúng tôi và luật sư Duyên đi tập trung vào cái đề tài luật sư Duyên vừa nói đó, là cái tình báo ăn cắp, thì chúng tôi quay ngược trở lại đôi chút để có cái lời mở chung cuộc, để rồi sau đó chúng ta đi hẹp lại vấn đề. Chúng ta thấy đó, một trong những tác phẩm trên thế giới, có một vài tác phẩm về binh pháp rất là quan trọng, nổi tiếng ở Đông Phương là binh pháp Tôn Tử, mà Tây Phương giờ học rất là kỹ. Trong các học viện về quân đội của Hoa Kỳ thì binh pháp Tôn Tử được xem là cuốn sách gối đầu giường của những sinh viên. Và có những cái cuốn, chẳng hạn cuốn Clausewitz cũng là ở phương Tây, cũng bàn vấn đề binh pháp, thưa quý vị. Tuy nhiên, nếu xét về cái phương diện mà binh pháp, về vấn đề mà đánh nhau đó, thì cái cuốn của binh pháp Tôn Tử được xem là có giá rất là lớn trong các kinh tế và trong cả vấn đề quân đội. Quý vị vào trong cái tiệm sách của Mỹ, Borders này nọ, quý vị đi vào cái khu vực mà cái thương mại, quý vị cũng thấy binh pháp Tôn Tử. Mà đi vào cuộc quân sự đó, khu vực quân sự, quý vị thấy binh pháp Tôn Tử. Nhưng mà trong cuốn đó, trong 13 chương đó, cái câu đầu tiên để mở và cái chương cuối cùng nó nói vấn đề quan trọng mà luật sư Duyên vừa đề cập tất cả quý vị. Câu đầu tiên đó, là quân đội. Vấn đề quân đội đó, là vấn đề sinh tử của một quốc gia, là vấn đề hưng vong của một quốc gia, vấn đề đại sự của một quốc gia, mà mọi người làm vua, lãnh đạo đất nước đều phải lấy đó làm đầu, phải coi trọng. Và trong cái 13 chương, thì cái chương thứ 13 nó nói về tình báo.
nói về vấn đề gián điệp. Thì ngay cả 3-4 ngàn năm trước, ở Đông Phương, ông Tôn Tử và các vị tướng thời đó đã đặt nặng cái vấn đề mà thám báo nhau. Nhập vào trong lòng địch, lấy tin tức từ trong lòng địch để đem cái lợi về cho quân sự của mình. Và trong cái đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai chúng ta nói đó, là ngày xưa đó, bây giờ chúng ta không nói quân sự để thấy cái vấn đề quan trọng nhất của tình báo và binh pháp cái đó. Cái vấn đề thứ hai đó là ngày xưa đó có chỉ có một thứ ăn cắp thôi. Tại vì cái quốc gia người ta có lúa, có gia súc, đúng không? Thì mình muốn có gia súc cho thịt cho dân chúng mình ăn á, phải tấn công đất nước người ta để đem gà đem vịt về, tấn công vào đất nước người ta để hút đồng hút vàng về, tấn công vào đất nước người ta để đem vải vóc, đem tơ lụa đem về nhà. Cho nên ngày xưa đó, cái việc mà tranh thương, cái việc tấn công vào kinh tế đó, nó thường nó đi đôi với chính quân sự, phải đem quân xâm lược quốc gia khác để lấy tài nguyên quốc gia khác đem về cho chiến quốc gia của mình. Nhưng bây giờ thứ này chúng ta thấy trong thời đại ngày nay đó, cái chuyện mà tấn công quốc gia khác để tranh đoạt tài nguyên đó, nó xuống hàng thứ yếu. Mà các công ty trên thế giới hiện nay đó, đặc biệt ví dụ chúng ta thấy thung lũng điện tử Silicon Valley, nơi mà các công ty như Apple chiếm hàng ngàn tỷ mỹ kim, trong khi toàn bộ các cái tài sản xuất nhập cảng Việt Nam đó, nó chỉ khoảng hàng trăm tỷ thôi. Mà riêng công ty Apple, những cái sản phẩm kỹ thuật của nó, những bí mật kỹ thuật của nó để chế tạo sản phẩm đó, nó có thể tạo giá trị công ty hàng ngàn tỷ mỹ kim. Cho nên cái việc đó, mà có cần phải chiếm công ty Apple, công ty Apple chỉ chiếm một diện tích rất là nhỏ, nhưng cái sản phẩm của Apple, cái trí tuệ của Apple, cái kỹ thuật của Apple thì trở thành cái kho tàng vô giá. Cho nên người ta nói là sản phẩm trí tuệ, những bằng phát minh, những sáng kiến của các công ty lớn là một cái kho tàng vô giá mà các nước muốn phát triển, muốn làm giàu thì có hai cách. Một cách chính đạo là học, gửi con em đi học, gửi dân chúng đi học, nâng cao trình độ quốc gia, mở các trường đại học, mở các viện nghiên cứu để mà lấy cái trí tuệ đó để tạo những sự cải tiến về kỹ thuật, phát minh, sáng kiến để làm giàu cho quốc gia. Nhưng mà cũng các loại bá đạo là tôi thay vì đó, tôi tạo phát minh, tôi tạo phát kiến đó, thì tôi sực của người khác, tôi ăn cắp của người khác, tôi trấn lột quân khác, tôi lén ngôi nhà của nó bằng cách này cách nọ để đem cái tài sản và trí tuệ, đem những bằng phát minh, đem những kỹ thuật chế tạo, kỹ thuật chế biến, nói chung là đem về phía mình để làm giàu. Cái đó là cái mà hiện nay quốc tế đang là vấn đề mà quốc tế đang nói đến. Và người ta nói đến vấn đề này đó, là nói đến Trung Quốc đang nói vấn đề này, mà họ nói thẳng từng là vấn đề Trung Quốc. Thì luật sư có thấy, chẳng hạn như luật sư ở tại các công ty gần đây, Apple, Microsoft, Google, right? Thì tất cả công ty đó, nó có một cái điều gì? Nó có cái ngành gọi là R&D, là Research and Development. Cái ngành này mà kỹ sư nào vào trong ngành này làm, cái bộ phận này làm, cái lương nó có thể rất là cao, thậm chí gấp đôi, gấp ba lần lương kỹ sư thường. Có lần các công ty nó đổ tiền vào để nó mua chất xám về, để nó phát triển chất xám, để nó tạo ra những bước đột phá trong vấn đề kỹ thuật, để nó tung ra những mặt hàng mới, tung ra những sản phẩm mới, high tech, hiện đại hơn, để nó độc chiếm thị trường, right? Để phát triển thị trường của mình, để làm giàu cho chính mình. Nhưng mà Trung Quốc không chơi kiểu đó. Họ vẫn chơi cái kiểu đó và ít. Thời gian vừa qua Trung Quốc làm cái điều mà tất cả thế giới đều quan ngại, là chính Trung Quốc này đi con đường bá đạo. Thưa luật sư Duyên, trước khi chúng tôi đi sâu hơn về cái con đường bá đạo và cái cuộc ăn cắp lịch sử trong lịch sử nhân loại này, thì chúng tôi muốn nghe ý kiến của luật sư Duyên về vấn đề này. Thưa luật sư, chúng ta dùng cái common sense, cái suy nghĩ thông thường thôi. Chúng ta biết như cái giả Nguyễn Xuân Nam mới vừa trình bày đó, mình làm ra một cái sản phẩm, từ cái lúc mà
cái khái niệm nó mới hình thành đó, cho tới khi mà nó có sản phẩm rồi càng ngày càng cải tiến đó, cái vốn gọi là research and development, tức là nghiên cứu rồi phát triển cái nghiên cứu để thành cái sản phẩm đó, cái số tiền mà đầu tư vào đó là lớn khủng khiếp. Và nhưng mà tới chừng mà nó cái sản phẩm mà nó hình thành rồi đó anh Nguyễn Xuân Nam, thì cái khâu cuối cùng để mà tạo thành hàng loạt thì nó rẻ. Mà chính vì vậy cho nên chúng ta chỉ lấy một cái thí dụ như là cái cell phone của mình đi. Ở Mỹ vào khoảng năm thập niên mà 80 mấy 90 đó, thì chúng ta cũng thấy bắt đầu nó có xuất hiện cái telephone mà không có dây, cell phone đó, bây giờ mình gọi là cell phone đó, nhưng mà nó bự bằng cái cục gạch. Nhưng mà để cho loài người từ lúc mà mình chưa có cái gì đến khi mà mình có một cái cell phone mà bằng cái cục gạch đó đó, là bao nhiêu cái trí tuệ, bao nhiêu cái công Phát minh. đoạn và bao nhiêu phát minh, bao nhiêu tiền phải đổ vào đó. Chúng ta cầm một cái telephone nó bự bằng cái cục gạch như thế. Nhưng mà từ cái cục gạch đó cho tới cái cell phone ngày hôm nay, nó cái thời gian nó thì lại ngắn hơn nhiều, chỉ có 5 năm, 10 năm. Và cho tới khi chúng ta cầm cái iPhone của hãng Apple của ông Steve Jobs á, thì chúng ta mới thấy rằng là mình tưởng cái dụng cụ đó nó dễ, nhưng mà cái quá trình hình thành của nó là bao nhiêu tiền ở trong đó. Bây giờ mình cứ nghĩ rằng là anh Trung Quốc, anh ta không có trải qua những cái giai đoạn vừa tốn kém trí tuệ, tiền bạc đầu tư, anh ta chơi cắt đằng ngọn, có nghĩa là bây giờ cứ copy cái mẫu iPhone của Nam Hàn, của Mỹ chẳng hạn, anh ta làm ra cái chiếc iPhone Xiaomi, phẩm chất thì không bằng nhưng mà ít ra cũng xài được, nhưng mà nó đỡ tốn kém nhiều, rồi cứ làm đi rồi từ từ họ cải sửa. Hiện giờ cái giám Nguyễn Xuân Nam cũng biết là Trung Quốc được coi như là một cái xưởng máy của cả thế giới. Trung Quốc không hề phát minh một điều gì cả. Tới cái chiếc áo áo mà chúng ta mặc đó thì cũng của hiệu Mỹ, giống như là D&K vân vân, bao nhiêu hiệu đưa qua Trung Quốc chỉ may và có nhân công rẻ. Nhưng mà thực sự là Trung Quốc ngậm đắng nuốt cay làm cái điều đó, tại vì sau đó sẽ lấy hết những cái kỹ thuật sản xuất. Cho nên bây giờ trên thế giới tất cả các cái mặt hàng đều là made in China. Nhưng mà thực sự cái design, cái thiết kế nó nằm ở những nước khác. Thành ra cái việc mà Trung Quốc qua cái quá trình mà là cái xưởng máy của thế giới đó, Trung Quốc biết được một điều là cái vốn để mà research, nghiên cứu và development là phát triển, cái vốn đó lớn vô cùng. Còn bây giờ nếu mà chúng ta đi tắt ngang, chúng ta đi ăn cắp, thành cái chữ ăn cắp đó là cái chữ của báo chí thế giới chỉ cho Trung Quốc, đó là họ thievery, tức là ăn cắp cái trí tuệ của người khác đi đường tắt. Và chính cái sự ăn cắp đó đó nó khiến cho các cái nó ảnh hưởng vào cái não trạng về kinh tế. Bây giờ người ta muốn làm ăn với Trung Quốc, cái mà người ta sợ là cái ảnh hưởng kinh tế. Bây giờ thì cái hàng nó rẻ, dễ bán trên toàn thế giới, nhưng mà rốt cuộc lại khi mà Trung Quốc nó nắm được cái quy trình sản xuất rồi đó, thì Trung Quốc lại ra một cái mặt hàng khác, và khiến cho những cái hãng lớn của thế giới sẽ bị mất đi cái lợi nhuận. Cái giả Nguyễn Xuân Nam nghĩ như thế nào về cái tình hình là bây giờ các hãng xưởng vì cái thievery, vì cái ăn cắp một sản phẩm trí tuệ của Trung Quốc như thế, cho nên họ đâm ra thứ nhất họ dè chừng, thứ hai họ sợ bị tấn công, và thứ ba họ đang muốn rút dần, không muốn làm ăn với Trung Quốc nữa thôi. Cảm ơn luật sư. Nó có một cái điều lạ lùng thưa quý vị. Cái chuyện bạn cấp chuyện về tình báo là không phải chuyện mới. Chúng ta đã thưa hồi nãy là chuyện của 3-4 ngàn năm trước. Và bây giờ đừng có nói với chúng tôi rằng quốc gia này quốc gia nọ không có hacking, không có tin tặc. Theo tôi nghĩ là tất
cả quốc gia nào, bất mọi quốc gia trên thế giới ít nhiều đều dính vào vấn đề tin tặc, ít nhiều đều dính vào vấn đề về tình báo, ít nhiều đều dính vào vấn đề ăn cắp. Nhưng mà ở đây đó, nếu mà ăn cắp, nó có hai loại ăn cắp tài liệu để mà hacking, để xâm nhập vào máy tính của người khác, hệ thống điện tử người khác đó, để bảo vệ mình đó, để bảo vệ mình về mặt quân sự, về mặt chiến tranh đó, thì nó được justify, nó có một cái luận giải mức độ chấp nhận vừa phải của nó được. Tuy nhiên cái vấn đề hiện nay người ta đặt vấn đề này, liệu Trung Quốc có những biệt đoàn về tin tặc để xâm nhập vào các cái công ty tư nhân của nước Mỹ và trên thế giới để ăn cắp những tài sản kỹ thuật đó, ăn cắp sản phẩm trí tuệ đó để giao cho các công ty của Trung Quốc để chi, để trấn lột trí tuệ người khác, trấn lột phát minh người khác, trấn lột cái tài sản và trí tuệ người khác để làm giàu cho công ty tư nhân của Trung Quốc hay không? Đó là vấn đề lớn. Thành ra cái giả Nguyễn Xuân Nam phân biệt cho chúng ta rất là rõ hai cái mục đích. Một là thu thập tin tức để phòng thủ, để cho an ninh quốc gia. Còn mặt khác là thu thập tin tức để làm giàu trên cái xương máu, trên cái công khó của người khác. Ví dụ như luật sư thấy chẳng hạn như bây giờ thế này. Cái vấn đề chiến tranh hiện nay á, nó là dùng vào vấn đề computer, nó điều khiển. Và nếu mà đã đánh sập cái computer đó, thì các hoạt động vệ tinh, các hoạt động mà không người lái, các hoạt động là mà missile guided, những cái hỏa tiễn mà có định hướng đó, thì nó không làm việc được. Trên các quốc gia khác nó có thể xâm nhập vào mạng quốc gia khác để chi, họ phát hiện các vấn đề mà nếu chiến tranh người ta tấn công mình thì mình có cái khả năng để mình tiêu diệt, để phòng thủ, để tiêu diệt cái tấn công của đối phương, để bảo vệ đất nước của mình, bảo vệ dân của mình. Cái đó thì nó có thể rằng được chừng mực nào đó, nó người ta thông cảm được vấn đề đó. Bởi vì an ninh của quốc gia nó quyết định vận mạng quốc gia, thì cái chuyện đó vì dân, vì nước của chúng tôi có phải làm chuyện đó. Tôi tin là 100% các quốc gia, các quân đội trên thế giới đều làm như vậy. Tuy nhiên, sao dân ta nói vấn đề này, tại sao trong cái thời điểm này, khi mà các quốc gia ồ ạt chạy ra khỏi Trung Quốc, các đó, công ty lớn ồ ạt chạy Trung Quốc, thì vấn đề này được nêu lên một cái rất là to lớn, rất là quan trọng. Thì bây giờ người ta đặt nè, vậy liệu chăng, câu hỏi đặt ra là, liệu chăng Trung Quốc, chính quyền và quân đội Trung Quốc có nuôi dưỡng một hệ thống tin tặc, những cái biệt đoàn tin tặc không những thâm nhập vào hệ thống máy tính của các quốc gia trên thế giới về mặt quân sự, về mặt tình báo, mà còn thâm nhập vào các công ty tư nhân lớn trên thế giới để ăn cắp cái tài sản trí tuệ, để làm giàu một cách bất chính cho các công ty tại Trung Quốc hay không? Thì thưa quý vị, tôi rất là thú vị, bởi vì tôi cho ba cái trường hợp trong cái khuynh hướng là yes đó, là có đó, là họ xác định Trung Quốc là quốc gia đại ăn cắp trên thế giới, và cái sự đại ăn cắp này nó làm cái làm thay đổi cái nền kinh tế Trung Quốc và thay đổi sức mạnh Trung Quốc. Và nếu cái thế giới mà đi vào con đường như vậy đó, thì đó làm sự đi phản lại, ngược lại cái sinh hoạt lành mạnh của nghiên cứu, của giáo dục, của phát triển theo chiều hướng lương thiện. Thì có một cái ba cái nhân vật mà được xem là ba cái nhân vật gạo cội trong vấn đề này, thưa luật sư Duyên và thưa quý vị. Nhân vật thứ nhất là nhân vật tên là Mike McConnell. Thì nhân vật này là cựu giám đốc tình báo quốc gia thời của ông Tổng thống Bush con, và cựu giám đốc an ninh quốc gia năm cuối cùng thời của Tổng thống Bush. Và ông ta hiện nay là một chuyên viên cao cấp, nhà cố vấn cao cấp của hãng Booz Allen Hamilton. Thì ông này đó, ông nói như thế này thưa quý vị. Ông ta vừa trong bài nói chuyện, bài diễn văn ta tại cái trường đại học Missouri, ông ta đưa một cái đánh giá mà khiến cho các công ty khác đều nhức đầu. Là ông ta nói rằng nè,
Trung Quốc xâm nhập hầu hết gần như mọi công ty lớn của nước Mỹ và thế giới. Để thực hiện các hoạt động tình báo của mình. Và họ để lấy những thông tin của tất cả các công ty lớn của Mỹ và thế giới. Bây giờ này, thí dụ cái công ty bánh mì Lee Sandwich hay công ty bánh mì McDonald's, nói đơn giản được bánh thôi, nó có chế được cái công thức để làm bánh mì để giờ, right? Cái bí mật họ, họ bỏ hàng triệu, hàng trăm triệu để họ chế ra cái chất làm cho cái bánh mì nó giòn và nó giòn lâu và nó không bị cứng, được không? Thì cái đó nó khiến cho McDonald's, nó khiến cho McDonald's làm giàu, hay là French fry, đúng không? Nó làm cho cái loại khoai đó, khoai chiên á, nó rất là giòn, nó cái mùi vị nó ăn không mặn, không ngọt, mà nó làm vừa với khẩu vị với 90% người. Những cái bí mật về về kinh doanh như vậy đó, bí mật phát minh như vậy, bí mật về vấn đề sản phẩm trí tuệ để làm thương mại như vậy, thì nếu mà tôi nhà anh tôi ăn cắp hết, tôi ra tôi mở cái tiệm sát bên, tôi bán với nửa giá, cái phẩm chất nó 9/10 của anh mà giá có một nửa, thì tôi giết cái thương mại của McDonald's, giết cái thương mại của Lee Sandwiches. Thì cái đây đó, cái chuyện mà tình báo nó kể, nhưng mà chính qua cái nhân vật tên là Mike McConnell, ta cho rằng cái tình báo quân sự của Trung Quốc, những tay hacker, tay tin tặc Trung Quốc, và theo ông đó, nó có bao nhiêu luật sư biết không? Thờ của ông ta, năm cuối cùng mà ông ta làm việc cho Tổng thống Bush, đó là năm 2008, 2007 gì đó. Thì thưa quý vị, ông ta đoán rằng ông nghiên cứu với tư cách là giám đốc an ninh quốc gia. Ông ta khẳng định là có khoảng 100.000, trên 100.000 tình báo an ninh mạng, tin tặc của Trung Quốc được vào trong lĩnh vực này. Được nuôi dưỡng, được huấn luyện, được phát triển và được giao nhiệm vụ là xâm nhập vào các công ty trên thế giới để ăn cắp những cái tài sản trí tuệ, để ăn cắp những bằng phát minh, để ăn cắp những cái phát kiến, để từ đó đẩy cái các công ty tư nhân ở Trung Quốc, đẩy các công ty của Trung Quốc, kinh tế Trung Quốc để nó phát triển. Và nó biến đổi cái tiềm lực và sức mạnh của các công ty Trung Quốc, có mang tính chất cạnh tranh hơn và đưa ra những sản phẩm mà có thể đó là có thể cạnh tranh trên thị trường. Ngày xưa người ta nói cái câu gì luật sư Duyên biết không? Thà tôi cho tiền anh, không có một cái ngu nhất trên đời là dắt đường đi buôn. Tôi dắt đường đi buôn có nghĩa rằng tôi dắt đi làm ăn. Manh mối, kỹ thuật, bạn hàng, quen biết hết, connection quen biết. Và đến lúc nào mà anh ra tay đó, thì anh chỉ có đầu rơi máu đổ thôi. Cho nên, có ngu nhất, một trong những ngu nhất trên đời này là dắt người khác đi buôn. Mà ở đây không phải dắt nữa, nó chung vô nhà anh, nó ngồi trong nhà anh ấy. Thì quý vị biết rằng cái đó đó, nó dẫn đến cái sự thiệt hại hàng ngàn, hàng chục ngàn tỷ đô la trên toàn thế giới này để làm giàu Trung Quốc trong thời gian ngắn nhất. Cho nên đó, đó là ta coi nè, nếu một cái nhân vật thứ hai, nếu mà cái nhân vật thứ hai đó, tay là Richard Clark, thì tác giả, tay này là tác giả cuốn sách đó, là Cyber War, là chiến tranh của không gian mạng. Tác giả cuốn sách này vào tháng 3 năm 2012, cái đây 3 năm. Tay này nói vui lắm. Nói thà, ông ta cũng khẳng định như cái nhân vật là vừa tôi nói trên là Mike McConnell. Thì nhân vật mà Richard Clark này, họ cho rằng ông tác giả cuốn Cyber War, chiến tranh mạng, năm tháng 3 năm 2012, nó thà chấp nhận bị đánh như kiểu Trân Châu Cảng vậy, đánh cái rầm tan nát như vậy, còn biết thằng đánh, còn hơn là chết kiểu bị Trung Quốc
tung xẻo như bây giờ, chết bằng bị cắt hàng ngàn mảnh nó như vậy bây giờ, thì cái chết nó đau đớn lắm. Có nghĩa là Trung Quốc nó vô công ty này nó cắp cái này, nó vô công ty kia nó cắp cái kia, nó vô công ty nó cắp cái nọ. Nó tổng hợp tất cả những võ công của trên trần gian này, nó tổng hợp tất cả những hàng ăn cắp trên trần gian này, trí tuệ trần gian này, nó tổng hợp tất cả những cái phát kiến trần gian này, tất cả những cái gì mà nó đều là tại của đường ăn trộm ấy. Và khi nó như vậy, nó dĩ nhiên ấy, nó thay vì nó bỏ hàng 5, 70 năm, 100 năm, nó bỏ 2, 3 năm thôi, và đã thu về một món lợi là hàng trăm ngàn tỷ Mỹ Kim, hút toàn bộ cái trí tuệ thế giới về, toàn bộ cái kỹ thuật thế giới về. Mà cái quân đội và chính phủ là người ông trùm tướng cướp nằm sau lưng. Cho nên đó, chúng ta làm ăn bên Trung Quốc ấy, là chúng ta đang làm ăn với tướng cướp. Thì như vậy đó, thì trong cái cuộc cạnh tranh như vậy, thì các công ty Mỹ từ chết Mỹ thương. Trong lần trước tôi nói chuyện với giáo sư Dũng đó, thì có một công ty của Mỹ nó làm một camera nhỏ thôi, thì nó qua đó, cái việc đầu tiên của Trung Quốc là bắt phải giải trình kỹ nghệ, là anh cái kỹ thuật phải nói ra từ an toàn, từ cách làm việc, cách thiết kế, cách chế biến, cách quản trị, cách tổ chức. Thì muốn được giấy phép Trung Quốc là anh phải trình bày về kỹ thuật, thì nó lấy toàn bộ các tài liệu, đúng không? Đó là transfer kỹ thuật. Rồi sau đó nó lại lấy ra cái điều, tất cả điều đó cho một công ty của Trung Quốc. Rồi khi cái công ty của Mỹ mới vừa bắt đầu sản xuất ra bán thì nó lại tung ra cái sản phẩm của nó 80 và nó bán nửa giá. Thì cái đó là bị tung xẻo, luật sư Duyên, cái đó là bị cắt cổ, bị tung xẻo. Bao nhiêu công ty của Mỹ và quốc tế của châu Âu đang bị tung xẻo như vậy. Cho nên cái nhân vật mà Richard Clark trẻ, ông ta là một cái tác giả cùng cuốn sách nổi tiếng là Cyber War, chiến tranh về an ninh mạng, chiến tranh về không gian ảo, chiến tranh mạng. Ông ta phải đành thốt là tha tôi bị đánh như trân châu cạn, mà tôi còn có đường chống đỡ và sống sót. Cuộc đánh cái kiểu này của Trung Quốc hiện nay ấy, là chúng ta bị phanh thây bằng ngàn mảnh, thưa luật sư. Một cái nhân vật thứ ba đó cũng cảnh báo, một cái cảnh báo rất là ghê hồn, là cảnh báo nhân vật thứ ba này, là cảnh báo nhân vật này không phải là tay chơi. Như vậy ta vừa nói tên là giám đốc của an ninh quốc gia NSA, đúng không, là trùm an ninh tình báo của tổng thống Bush vào năm cuối cùng, đúng không? Bây giờ nhân vật là giám đốc của FBI là ông James Comey. Ông ta nói gì thưa quý vị? Ông ta cũng nhập vào cái bản đồng ca là chúng ta đang bị tung xẻo, bị Trung Quốc tung xẻo, bằng cách chúng ta nói này, Đức Mỹ Đức có hai loại công ty. Ông ta thừa nhận là Mỹ Trung Quốc nó ăn cắp tràn ngập, nó hacker tràn ngập, nó tin tặc tràn ngập vào có thể mọi công ty lớn của Mỹ và thế giới. Nhưng mà có hai loại công ty, một công ty là biết rằng mình bị Trung Quốc tung xẻo, mình ăn cắp của mình, nó vô trong, nó mở cái, nó có cái chìa khóa, nó mở cái két sắt của anh, nó biết hết tất cả vàng bạc châu báu, công thức làm ăn, bí mật là kinh doanh này nọ, nó biết hết. Có một số công ty biết như vậy, và cái đau đớn là có nhiều người biết kẻ địch nó nằm trong nhà, thằng ăn trộm nó nằm trong nhà mình, nó đang thu băng, mà vợ chồng cứ bàn chuyện làm ăn, ta thu hết. Cho nên á, qua ba cái ý kiến của ba nhân vật mà chúng tôi vừa đưa ra, một nhân vật là giám đốc của an ninh quốc gia thời tổng thống Bush, là giám đốc của tình báo quốc gia, right? Một nhân vật là tác giả của cuốn mà chiến tranh mạng tháng 3, xuất bản tháng 3 năm 2012, và một tổng giám đốc của FBI. Ba cái nhân vật này nó tiêu biểu cho ba cái lực nghiên cứu từ nhiều góc độ khác nhau để nói rằng cái chuyện mà Trung Quốc xâm nhập qua điện toán để ăn cắp cái trí tuệ của thế giới này làm chuyện có thật. Và đó là một cái cuộc mà ăn cướp một cái trắng trợn với cái số lượng tài sản kinh hoàng mà thưa quý vị, thế giới đang phải chịu đựng. Đó là cái vấn đề mà báo chí thế giới nó hòa nhịp cái vấn đề này nè, thuộc suy nghĩ nó đang hòa nhịp
vào cái thời điểm mà các công ty lớn trên thế giới từ Intel, Samsung, Microsoft ồ ạt trốn chạy khỏi Trung Quốc đi sang các nước khác. Trả lời luật sư. Thực sự ra những chuyên gia về vấn đề ăn cắp tin tặc, ăn cắp tài liệu kỹ nghệ đó, họ nói vì họ ở trong cái ngành quá lâu, họ có thông tin, họ nói với cái thẩm quyền của họ. Nhưng mà không phải là người ngoài, người thường chúng ta không biết cái việc đó. Bây giờ chúng ta chỉ nhìn lại cái việc mà những cái thế lực nó vào các cái công ty để mà nó ăn cắp những cái thông tin đó có gì mới hay không. Hoàn toàn không có gì mới. Đây là cái thí dụ nữa, cái Giang Quấn Xuân Nam. Cái hãng Pepsi với cái hãng Coca đó chỉ có là hai những công thức của nguyên chất hòa vô trong nước ngọt bán mà làm trùm thế giới. Nghe rất là đơn giản, nó đơn giản hơn là cái iPhone nhiều, nó đơn giản hơn tất cả những cái dụng cụ về 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 xe hơi, về hỏa tiễn nhiều lắm. Thế mà những cái công thức đó nó chẻ ra làm 4 làm 5. Mỗi một người xếp sòng của cái công ty Coca hay là Pepsi đó chỉ giữ được có một phần của cái công thức thôi. Rồi tới chừng nào mà hãy mà tới cái lúc mà cần phải pha chế mà thật là lớn đó, thì lúc đó bao nhiêu người đó người ta mới gom lại. Thành ra bây giờ giả sử mà có ai ăn cắp được một phần cũng không thể nào rao ra cái công thức của cái Coca với là cái Pepsi. Nội một thức uống thôi mình đã thấy nó bảo vệ kinh khủng như thế. Rồi bây giờ mình nói là các cái casino, mình lên trên mấy cái sòng bài, mình chơi game, chúng ta thấy mấy cái chip đó, nhìn ra thì cái chip nó chỉ là một cái miếng cao su nó ép dẹp xuống rồi không biết bên trong nó có cái gì. Thế nhưng mà các casino họ biết rằng là cái nghệ thuật, cái kỹ thuật mà chế cái chip đó là kinh hoàng, bởi vì nếu mà người ta làm giả đó thì mà làm giả mà thành công đó thì là lấy ra bạc tỷ được. Cho nên càng lúc nó có một cái đội là những người chuyên môn làm giả, nó mướn những cái người chuyên môn làm giả cái chip đó, thì cứ mỗi một lần cái chip mà đưa ra, nó đưa cho cái đội đó, chừng nào cái đội đó đầu hàng thì nó mới là tiếp tục. In tiền cũng vậy. Rồi thành ra bây giờ trở lại là thử hỏi những điều gì Trung Quốc làm ép buộc các cái hãng để rồi release ra những cái procedure đó, người ta có sợ hay không? Các cái hãng họ không có ngu, cho nên vâng, họ sẽ đưa ra, nhưng mà họ đưa ra tới cái chừng mực nào đó. Và thậm chí trong cái cuộc đấu trí mà tương kế tự kế đó, chúng ta cũng đã từng nghe là một anh chàng kỹ sư Trung Quốc làm việc trong cái hãng lớn lấy được một vài cái tin, tưởng đâu là cái tin đó là quan trọng, thật sự đó là cái tin đó là do cái ban chỉ huy họ cố tình họ đưa ra, để mà khi mà họ đưa ra một cái thông tin sai đó thì bao nhiêu khoa học gia ở bên Trung Quốc thay vì lo sáng chế cái mới thì lại cứ đi theo cái con đường sai đó, nó dẫn hoài, nó chia cái sức mạnh về trí tuệ đi. Thành ra đây là một cái cuộc chiến mà nó hai chiều, nó cứ như là thân sơn tinh với thủy tinh về đó, nước mà dân thì là núi là cao hơn. Cho nên qua cái sự trình bày mà chúng ta nghe ký giả Nguyễn Xuân Nam đã tóm lược là chúng ta đó, thì chúng ta mới thử bây giờ mình lượng giá cái việc mà những cái người chuyên gia này tung cái tin này nó có lợi cho ai. Thứ nhất, có lợi cho Trung Quốc hay không? Thực sự ra các ông tung cái tin ra, cái tin mà mọi người dùng cái common sense, cái thông minh tự nhiên thôi mình cũng đoán được rồi, vậy thì có lợi gì, có lạ gì lắm đối với cái người nhận như chúng ta hay không? Chắc là không. Nhưng mà đây là nó có một cái nguy hiểm nè, là cứ mỗi một lần mà cái tin này mà nó tung ra, chẳng hạn nào là Trung Quốc là tay ăn trộm những cái tin thông tin về thương mại, Trung Quốc hát vô các cái chính phủ khác, Trung Quốc bắt nạt lấn lướt những cái nơi khác ở Biển Đông, thì tự nhiên họ vẽ ra một cái hình ảnh của một cái người Trung Quốc xấu xí. Và kèm theo đó thì là Trung Quốc hiện giờ họ đang trả giá cho cái xấu xí của họ,
là bao nhiêu cái điều mà họ ăn cắp nửa mùa của cái kỹ nghệ thế giới đó. Bây giờ Bắc Kinh và những cái thành phố lớn như là Thượng Hải, như là Macau là những cái thành phố mà nó ô nhiễm kinh hoàng. Trong khi cái cell phone mà chúng ta vẫn xài ở đây được design ở Cupertino, nước Mỹ không khí vẫn rất là trong sạch mà dân Mỹ vẫn xài được những cái thứ hàng tuyệt phẩm. Thì qua cái phản một cái phản diện như thế, mình để lên cái lợi và cái hại, thì theo ký giả Nguyễn Xuân Nam, cái trí tuệ ở Trung Nam Hải và cái trí tuệ của những người làm kinh tế ở Trung Quốc có cao hơn cái trí tuệ của những cái think tank, của những cái đầu óc suy nghĩ ở Mỹ và ở Tây phương không, thưa anh? Đó là cái câu hỏi mà tôi muốn nghe sự phân tích của ký giả Nguyễn Xuân Nam. Ở đây đó, ta có một cái điều rất là lạ như thế này. Ở đây mình không nói là Mỹ là vương đạo 100%. Không thể. Tôi không nói Mỹ là vương đạo 100%. Giữa hai cái xấu đó, tôi nghĩ rằng cái xấu nhiều hơn thuộc về Trung Quốc. Nhưng mà bảo Mỹ là 100% vương đạo thì tôi không thẳng tin như vậy. Nhưng mà có cái điều như vậy đó, trong cái thế hiện nay, bởi vì anh Duyên à, bây giờ nếu mà cái thế ngày nay của Trung Quốc á, đã đây là họ muốn vươn tới một sự lãnh đạo thế giới, họ vươn tới sự lãnh đạo thế giới. Nhưng mà trong 4 thập niên mà thay đổi và vươn lên, nó mở cửa và vươn lên của Trung Quốc á, làm đủ thứ trò. Nhưng mà cái niềm tin của con người về sự lãnh đạo của Trung Quốc ngày càng đi xuống. Bây giờ đó, cái niềm tin của con người về sự lãnh đạo Trung Quốc và mô hình của Trung Quốc đó, nó trở thành đi xuống và người ta không tin. Cái sự thù ghét đó, nó càng ngày càng lớn nữa. Cái sự thù ghét càng ngày càng lớn. Cho nên đó, cái vấn đề mà chúng ta tìm cái cách phát triển đó, thường thường đó, là một cái phát triển theo cái vương đạo, nó bền vững, nó lâu dài, nó ví dụ như phát triển của Nhật, ví dụ anh thấy Chăn Hai Hai Trung Quốc Hay Nam Hàn. hay Nam Hàn, Dạ. anh thấy Nam Hàn, bây giờ ta nghe nói Nam Hàn về âm nhạc, về điện ảnh, về thực phẩm, nghệ thuật của Nam Hàn, về thực phẩm hiện nay được xem là một cái nổi trội, hay là về thể thao, anh nghe cái Nam Hàn, anh nghe cái chất phát, cái thiệt thà, cái nỗ lực, cái quyết tâm, sự quyết liệt để mà đi lên, nó là cái bài học của nhiều quốc gia. Anh như Nhật Bản á, xuống vì gặp những cái khó khăn á, anh cũng có những cái thương cảm với Nhật Bản và anh phục Nhật Bản con đường đi lên một cách rất quyết liệt, right? Nhưng mà khi mà anh nghe ra Trung Quốc á, ta gắn với cái ác. Trung Quốc là biểu hiện của đi lên theo cái ác. Còn Nam Hàn, Nhật Bản đi lên theo hướng thiện. Cho nên chính như vậy đó, cái những cái quốc gia mà đang trong giai đoạn thấy tròn cho mình một hướng đi, như Việt Nam chẳng hạn, thì cái bài học đó, đi theo kiểu Trung Quốc hay là đi kiểu Nam Hàn, đi kiểu Nhật Bản, là một cái con đường mà nó luôn luôn trăn trở. Tuy nhiên trở lại đôi chút về cái không phải ai cũng như ba nhân vật trên. Hồi nãy chúng ta có nói đó, ba nhân vật đã label, đã dán cái nhãn Trung Quốc là đại gian, đại ác và ăn cắp những cái phát kiến và kỹ thuật, những bằng phát minh, những bằng sáng chế, những bí mật của kỹ thuật để mà đưa cho các công ty tư nhân của Trung Quốc để cạnh tranh cái bất chính với các cái công ty phương Tây. Trong khi các phương Tây thì nó là gì thưa quý vị? Nó có một chữ rất quan trọng từ ngày lập quốc Hoa Kỳ là invisible hand, là chính phủ không có can thiệp vào các cái thị trường vấn đề kinh tế để cho cái thị trường quyết định của nó. Và như vậy các công ty, các cái nhà tình báo của Mỹ hay là các cái tổ chức an ninh của Mỹ, nó không làm công việc là ăn cắp cái sản phẩm kỹ thuật của các công ty của Trung Quốc hay của Nga để bàn giao cho các công ty tư nhân của Mỹ để tư nhân của Mỹ cạnh tranh. Cho nên đó, chúng ta thấy đó, trong cái việc mà giữa bá đạo vương đạo đó,
thì cái nền tảng quốc gia là cái suy tưởng về hiến pháp, cái suy tưởng về đạo đức, cái suy tưởng về thương trường, nó khác biệt ở căn bản giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, giữa các một số quốc gia phương Tây và các quốc gia độc tài. Cho nên cũng có một số người đặt ra vấn đề như thế này: ba ông nói như vậy, mấy ông nói như vậy liệu có oan Trung Quốc không? Trung Quốc có mức độ đó hay không? Thì cũng nói cho mình nói cho ra lẽ, cũng phải có một ý kiến bào chữa cho Trung Quốc, ý kiến phía Mỹ. Thì cái nhân vật đó là chúng ta biết là ông Craig Austin. Ông ta là một cái thành viên, một chuyên viên của cái viện nghiên cứu là East West, là Đông Tây đó. Ông ta cũng thừa nhận rằng Trung Quốc có ăn cắp, nhưng mà không đến cái mức mà như các nhân vật nói trên, như cái nhân vật là McConnell nói trên, hay là như nhân vật là Richard Clark, hay như cái nhân vật là James Coney nói trên. Mà ông ta cho rằng nó ở cái mức độ nhỏ hơn, nhưng mà có ăn cắp. Thì ông ta cho rằng ở mức độ, thay vì nó dữ dằn như vậy, nhưng mà thì đó, ở phạm vi nó ít hơn, cái phạm vi nó vừa phải hơn. Thì đó, nhưng mà cái điều tôi muốn kể lại với chuyện này, muốn thưa chuyện cùng luật sư Duyên cùng tất cả quý vị nào. Nhưng mà xưa nay Trung Quốc á, là từ Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc là chẳng bao giờ, anh chết sống cũng nói là Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc là không bao giờ nuôi dưỡng, dung dưỡng và cho phép bất cứ một hoạt động tin tặc nào để nhằm tấn công vào các nước khác hay nhằm tấn công vào các công ty trên thế giới này. Trung Quốc luôn luôn là từ chối điều này. Từ thời Giang Trạch Dân, từ thời Hồ Cẩm Đào, từ cái thời cho đến Tập Cận Bình này, luôn luôn từ chối. Nhưng mà bỗng dưng, thưa luật sư, trong thời gian gần đây nó có một cái tác phẩm tên là The Science of Military Strategy. Cái nghệ thuật, cái khoa học về cái chiến lược quân đội. Cái này là một cái tác phẩm, một cái công trình của Trung Quốc. Thì cái anh mà trong cái tác phẩm mà The Science of Military Strategy này, nó cái số ấn bản vào tháng 12 năm 2013, cách đây khoảng năm mấy, hai năm, thì anh này tiết lộ. Anh tiết lộ thẳng thừng luôn. Anh thừa nhận là Trung Quốc có những biệt đoàn hackers, những biệt đoàn tin tặc, không những làm nhiệm vụ phòng thủ và quân sự cho Trung Quốc như Mỹ và một số quốc gia đang làm, mà nó còn có nhiệm vụ tấn công nữa. Thì tới lúc này đó, thì ta nói, ủa tại sao Trung Quốc có cái chuyện này? Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao thì chết sống cũng phủ nhận, quyết liệt phủ nhận. Nhưng mà tại sao cái The Science of Military Strategy, là khoa học của cái chiến lược về quân đội, thì thừa nhận lần đầu tiên, họ thừa nhận một cách công khai trong công trình này là Trung Quốc có cả những biệt đoàn về hackers, tin tặc, không những làm nhiệm vụ phòng thủ mà còn làm nhiệm vụ tấn công. Thì cái này đó, nó khiến cho một cái sự xáo trộn. Và cái tác phẩm này đó, thưa quý vị, nó để phổ biến đến mức độ là những nhà expert, những chuyên viên về nghiên cứu Trung Quốc, họ đọc rất là dữ. Và kể cả cái giới mà giải phóng quân, quân giải phóng của Trung Quốc cũng đọc rất là dữ. Thì người ta bật cửa ra, tại sao có cái chuyện trong nội bộ Trung Quốc ấy, ông nói gà mà bà thì đi nói vịt. Và tại sao họ thì thừa nhận một cái điều mà chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Phòng luôn luôn xưa nay phủ nhận. Cái này rất là thú vị, thưa luật sư. Bây giờ tôi xin có thể mà gỡ rối cho này, tại sao vậy? Thực sự ra chúng ta biết là trong một cái thể chế nào đó, có những người làm những điều rất sai, nhưng mà vẫn có những người muốn sửa cái sai đó. Trung Quốc chẳng hạn, khi mà chúng ta mà ký giả Nguyễn Xuân Nam nói rằng là ông nói gà bà nói vịt đó,
thì cái đám mà truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc nó muốn nói ra cái gì cũng tốt hết. Nếu mà nói tới Mao Trạch Đông cho tới Giang Trạch Dân cho tới Tập Cận Bình đó, thì đều là tốt cả. Và cái nhưng mà những người, những con người có trái tim, có lương tâm, có khối óc, ở Trung Quốc chúng ta có những người như là ông Ải Vị Vị, ông Ngải Vị Vị, hay là ông Lưu Hữu Ba, những hay là tướng Lưu Á Châu chẳng hạn. Những người đó luôn luôn họ muốn nói lên sự thực, để họ muốn một Trung Quốc khác hơn cái Trung Quốc mà gian dối, cái Trung Quốc mà xấu xí, đi đâu người Trung Quốc cứ hung hăng, cứ gọi là đập phá đó. Thành ra như vậy thì ông nói gà bà nói vịt, nó cho thấy rằng là ngay cả trong nước Trung Quốc cũng đang có những cái một những cái luồng sóng đáy, sóng ngầm nó muốn thay đổi. Trở lại Việt Nam cũng thế. Cái giả Nguyễn Xuân Nam hồi nãy nói một cái câu mà tôi rất là được chạm liền đó, là tôi thấy là như vậy thì Việt Nam chọn hướng đi nào? Cái hướng đi của Việt Nam nghe Trung Quốc là nghe hàng giả, là nghe bằng giả, là nghe mọi thứ đều giả hết. Mọi cái sự mà thăng quan tiến chức những ông tướng của Trung Quốc bây giờ đều là do bribery, do hối lộ mà lên cả. Việt Nam copy y như vậy. Chúng ta nhìn từ thật sự cái giả của Việt Nam đó, tại vì Việt Nam nó là học trò của Trung Quốc, nó học trò của Mao Trạch Đông. Từ cái hồi Hồ Chí Minh Bá Láp mà chạy đi qua rồi cúi đầu để Trung Quốc nó gõ đầu, mỗi một lần gặp một cái anh chàng, chỉ cần là một anh chàng cố vấn hạng nhì hạng ba của Trung Quốc thôi đó, là Hồ Chí Minh đã, chúng ta xem phim chúng ta thấy rồi, lại câu cổ rồi rút đầu vô cổ, rút đầu vào nách, hít lấy hít để xin súng đem về. Và chính vì như vậy Hồ Chí Minh về, cái giả của Hồ Chí Minh nó là từ là giả là Trần Dân Tiên để tự ca tụng mình, rồi cái từ từ Lê Khả Phiêu bây giờ làm cái tượng của mình, nó giả ơi là giả mà thích. Gần đây chúng ta thấy ông Nông Đức Mạnh làm một cái ngai vàng y như đồ giả, nhưng mà họ hãnh diện vì cái giả đó. Liệu con đường nào? Cái giả Nguyễn Xuân Nam hỏi chúng ta là như vậy Việt Nam chọn hướng đi nào? Cái câu trả lời anh em chúng tôi không bao giờ dám nói lên cái không không vậy, bao giờ dám gọi là dạy đời cả. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng cái chọn lựa là những người trẻ Việt Nam, những người muốn Việt Nam không phải là một cái Việt Nam mà chúng ta đang thấy, và chúng ta sẽ thấy càng ngày nó càng tệ. Đến mức độ mà nhà văn trẻ Huy Đức, chắc tại cái giả Nguyễn Xuân Nam mọi người đều biết là Huy Đức viết Bên Thắng Cuộc đó, mà qua cái chuyện đầu năm Ất Mùi này đó, cái giả Huy Đức đã phải viết rằng là quốc phụ với lại quốc sư, quốc phụ có nghĩa là tên Hồ Chí Minh, tên Hồ Chí Chót đó, rồi quốc sư là ông Vũ Khiêu, cả hai người là nó giả như nhau. Thì cái câu kết luận của Huy Đức là nếu mà quốc phụ và quốc sư mà như thế, cái nước Việt Nam quốc dân tiêu điều, và quốc dân, tức là cái quốc dân mà không có tệ như ngày nay mới là lạ. Cái câu kết luận là lãnh đạo mà Bá Láp như thế mà quốc dân không tệ như ngày nay mới là lạ. Cái câu đó là một cái câu, với cái câu ký giả Nguyễn Xuân Nam mới nói là chúng ta chọn hướng đi nào, mời gọi tất cả chúng ta, tất cả các khán giả, tất cả chúng tôi đều phải suy gẫm, và chúng ta trong cái chừng mực của mình, trong cái phạm vi của mình, xin đừng có ngồi yên, xin hãy hành động. Mỗi một tiếng nói, mỗi một cái động tác của chúng ta tưởng là nhỏ, nhưng mà nhờ cái cộng hưởng lớn nào đó sẽ tới ngày giờ sông núi thiên. Trở lại khi giảm đi xuống này. Trước đây lúc năm 2011 luật sư, người ta nói đến cái chuyện này, ta nói đến chuyện này, mà ta nói cái biệt đoàn mà hackers, biệt đoàn tin tặc đó, nó mang cái bộ đồng phục cái màu blue, tức là blue army đó. Thì lúc đó Trung Quốc dậy nảy, từ chối phủ nhận như đĩa trong Facebook vậy, dậy nảy từ chối. Nhưng mà theo sau khi mà đọc cái The Science of Military Strategy đó, là khoa học về cái chiến lược về quân sự đó,
của nhóm nghiên cứu Trung Quốc ấy, thì ông Joe McReynolds của cái trung tâm nghiên cứu và phân tích tình báo của Hoa Kỳ đó, thì ông ta đọc cái này xong đó, ông ta mới nói một câu với tờ báo The Daily Beast, tờ báo nhật báo thú dữ. Ông ta nói như đây là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến một sự thừa nhận rõ ràng và công khai về sự hiện diện của một lực lượng chiến tranh trong không gian ảo một cách bí mật ở Trung Quốc, là không đánh mà khai. Bây giờ anh khai nó như vậy đó, thì bây giờ anh lỡ khai rồi, cho nên bây giờ anh lợi dụng, đây là cái game này. Người ta nghĩ rằng Trung Quốc đang tự lợi dụng cái trường hợp này để giải quyết vấn đề, là nói chúng tôi là transparency, chúng tôi là minh bạch. Tại vì Mỹ lâu nay đó, tấn công trên Trung Quốc rất là nhiều là tấn công về sự minh bạch. Tầm Mỹ làm cái gì thì Mỹ công bố. Ví dụ trong kho đạn hạt nhân, trong khi ký những hiệp ước giải trừ vũ khí chiến lược và hạt nhân và chiến lược với Nga, thì Mỹ khao cái bao đếm bao nhiêu cái đầu đạn trong kho và ký những contract với Nga, là Nga đó cũng ký những contract hợp đồng với Mỹ, những thỏa thuận với Mỹ để cùng hai bên cùng giảm cái đầu đạn hạt nhân xuống. Bây giờ đang chơi đó, đang giảm vậy, tự nhiên Nga nói anh cho rằng anh có sức đánh phủ đầu được Mỹ, và anh có những kỹ thuật á là không, Mỹ không thể nào ngăn chặn và thừa nhận được. Thì anh vô tình á mà anh tiết lộ lại ông có ở buổi này á, thì tổng thống Barack Obama ông nói đội đầu tư 1.000 tỷ Mỹ kim trong 10 năm tới để phát triển cái hệ thống mà vũ khí hạt nhân với những cái tâm trạng mà có thể vượt qua cái Nga trở lại. Hay là chúng ta thấy đó, bây giờ trong cái vị thiếu tướng của bên Nga vừa nói đó, họ so sánh cái tương quan mà Putin nói là chỉ cần đánh Mỹ đó, thì Mỹ không có gì để đỡ được hết đó. Chịu không nổi với kỹ thuật của Nga bây giờ. Nhưng sau đó thì hôm nay ông nói, câu thiếu tướng của Nga nói Nga đụng độ Mỹ chỉ chui vào chỗ chết thôi. Và Nga đánh Mỹ thì Mỹ biết Nga đánh và đánh chỗ nào, đánh tới đâu và Mỹ đỡ được. Nhưng mà Mỹ đánh Nga thì Nga không đỡ được. Bởi vì những cái tàu mà trang bị bằng cái kỹ thuật mà Aegis nó nằm khắp xung quanh nước Nga. Và chỉ cần cái hệ thống đó, nó ra tay đó thì Nga không có đường đỡ. Cho nên, nhưng mà qua cái đó là gì? Thấy rằng anh đã ký hợp đồng với người ta, anh ký hiệp ước với người ta, nhìn phát triển lén, anh không có minh bạch, anh phát triển lén. Và trong khi đó phát triển lén, bây giờ anh lại lưu dùng cái phát triển lén đó, cái ăn cắp, cái lén lút đó, anh đi đe dọa một người đã ký với mình. Vậy thì ai sẽ dám ký hợp đồng với Nga nữa? Ai còn tin với Nga, dám đặt cho chữ bút ký đó như hiệp ước này, hiệp ước nọ, số 1, số 2 với Nga? Cho nên đó, bây giờ Trung Quốc nó vậy. Anh đang giải quyết, anh đang dùng cái trường hợp này để anh khéo léo giải quyết một cái vấn đề mà Trung Quốc mang tiếng thế giới là có không có, vì mọi người nói có mà anh nói không á. Thì giờ nhân cái lúc mà cái cuốn để sang cái công trình để sign sub military strategy nó ra, thì anh ta chấp nhận để coi như là tôi bây giờ tôi cũng hợp tác với Mỹ, không còn cái blue army, cái thời kỳ một quân binh đội mà màu xanh á như trước nữa, tôi không từ chối nữa. Nhưng mà tôi bây giờ cũng minh bạch như Mỹ mà, anh Mỹ minh bạch đó, tôi cũng đang minh bạch nè. Nhưng mà người ta cho rằng minh bạch hay không minh bạch vấn đề này, cái cuộc chiến của Mỹ nằm trong vấn đề này. Có khi đó anh Trung Quốc đang muốn sự minh bạch hóa vấn đề, nhưng Mỹ chưa chắc họ giải quyết sự minh bạch. Họ thừa biết, đâu cần anh minh bạch, tôi không cần anh minh bạch, bởi tôi thừa biết anh đó trầm bài cô tẩy gì, đừng nói chuyện khác. Cái vấn đề chính của Mỹ phải chăng á, đây là một trong những mắt xích, đây là một trong mắt xích để giải quyết cái sức láo của Trung Quốc trong cái vấn đề mà rờ râu hùm.
Mỹ rất là giỏi trong vấn đề trong suốt 150 mấy năm, 60 năm vừa qua, Mỹ rất giỏi trong bảo vệ vị trí đệ nhất siêu cường của mình. Bao nhiêu lần có thể bị lật đổ. Nhưng mà Mỹ cấu trúc lại và cái nhân vật nào đã có từng muốn vuốt cái râu hùng của Mỹ thì cái giá phải trả rất là đau thương. Chúng ta thấy hiện nay Do Thái đang trả giá. Nhật, chúng ta thấy hợp tác toàn diện với Mỹ sau khi gặm đắng nuốt cay cái chữ mà một quốc gia họa da vàng chuẩn bị lật đổ Mỹ ra khỏi đệ nhất siêu cường trên thế giới. Bây giờ Trung Quốc đi một con đường phải chăng đó, đây là một cái tương kế tựu kế và điểm và diện dương đông kích tây của Mỹ trong một trận địa toàn cầu. Tại vì thế này chúng ta thấy là đơn giản này, Trung Quốc, Mỹ đã dìu Trung Quốc đi lên, tài sản của Trung Quốc xuất nhập cảng Trung Quốc, GDP Trung Quốc, quý vị có thể tưởng tượng rằng bao nhiêu phần trăm là của Mỹ. Bây giờ anh dùng cái tiền đó anh đánh Mỹ, mở ngân hàng BRICS, mở ngân hàng AIIB của Mỹ, của Trung Quốc ra để đưa, mà một số cái đồng minh của Mỹ đã bắt đầu bước vào cuộc như Anh, Pháp, Đức, đúng không? Cho nên Mỹ có thể giải quyết vấn đề này, khi mà tung vấn đề này ra càng làm mạnh vấn đề này thì ai sẽ dám hợp tác với Trung Quốc? Công ty Mỹ nào dám làm ăn với Trung Quốc? Công ty Mỹ nào dám hợp tác Trung Quốc và một cuộc ồ ạt tháo chạy của các công ty lớn của Mỹ và thế giới ra khỏi Trung Quốc? Thì khi mà Trung Quốc mất máu như vậy đó, mất máu như vậy, thí dụ chúng ta thấy công ty Nokia vừa đây mới nhất đó, là rời khỏi Trung Quốc 9.000 việc làm bay. Công ty Nokia dời hai công đại công ty ra khỏi Trung Quốc. Thì các công ty đó, Best Buy ra khỏi Trung Quốc, Samsung ra khỏi Trung Quốc, Intel ra khỏi Trung Quốc, Microsoft ra khỏi Trung Quốc, Google ra khỏi Trung Quốc. Vậy ai sẽ là người ở lại? Cái môi trường nó không lành mạnh và luôn luôn bị đe dọa ăn cắp. Bị đe dọa ăn cắp thì một cái làn sóng mà nó ra khỏi Trung Quốc nhiều thì tự dưng đó, Mỹ đối phó lại chiến dịch tùng sẻo của Trung Quốc bằng chiến dịch đó, cắt động mạch của Trung Quốc, cắt cái mạch máu Trung Quốc. Thì tôi đọc các bạn đọc những cái suy nghĩ, những cái bài nghiên cứu xong đó, thì tôi nghĩ phải chăng đó, đây là một kế sách đối phó với cái kế sách tùng sẻo chém thành ngàn mảnh để Trung Quốc chết, ở đây Mỹ chết, thì Mỹ đó, bó buộc tay Trung Quốc trở lại bằng cách cắt mạch máu của Trung Quốc. Để một cái điều gì, Trung Quốc có hai đối phó bên trong của anh, từ mất việc làm, dân loạn, biểu tình nhiều, trong nước loạn đã, và cái ảnh hưởng Trung Quốc trên trường thế giới, vác cái đồng tiền mang vai mang túi bạc kè kè, nói bậy nói bạ nó ghê rầm rầm, giảm ảnh hưởng của Trung Quốc ra hải ngoại, giảm ảnh hưởng của Trung Quốc trên trường quốc tế và đẩy cái rối loạn về phía nội địa Trung Quốc bằng cách tháo chạy hàng loạt các công ty ra khỏi Trung Quốc. Cho nên tôi nghĩ cái nếu chúng ta chúng tôi thuộc sư duyên hay thường nói nhau thế này, anh em chúng tôi giống như coi cái trận địa này đó, nó giống như là chúng ta ra cái chỗ bên đường Lê Lợi đó thuộc sư duyên, các ông già còn đánh cờ thế trên trên đường, nhiều lúc ông đi cái con mã này, ông đi cái con chốt kia đó, mình bắt đầu suy nghĩ tại sao lại đi con đó, các nước tới sẽ là gì. Thì cái trận địa mà Mỹ và Trung Quốc, Mỹ và đồng minh với Trung Quốc hiện nay, từ Biển Đông cho đến biển Hoa Đông cho đến các cái hiệp ước kinh tế, cho các vấn đề tiền tệ, cho về mà chiến tranh về tài chính và tiền tệ, chiến tranh, tất cả những cuộc có bùng nổ ra, phải chăng nó phải chuyện nổ ra một cách đơn giản bình thường là nó nổ ra, mà có khi nó là những mắt xích trong một trận đồ bát quái mà chúng ta sẽ từng bước để cố đoán và cố giải, giống như chúng ta thấy ở tại trên cái lề đường của Lê Lợi Sài Gòn trước nay, những cái người siêu cờ vua cờ ở Sài Gòn hay bỏ những bước đi nước cờ, và luật sư Duy và chúng tôi cũng rất là thú vị để coi xem, và tôi hy vọng như vậy. Xin mời các bạn. Và để kết thúc thì cảm ơn quý khán giả đã theo dõi cuộc đối thoại của anh em chúng tôi. Và như thường lệ cũng là một cái lời kết thúc rằng
Anh em chúng tôi chỉ gợi ý để rồi cùng nhau chúng ta suy nghĩ, chúng ta tìm lấy cái phân tích cho chính mình. Còn lời khuê thì góp nhặt dông dài, mùa vui, hy vọng là cũng được một vài trống canh. Có cái điều hai anh em chúng tôi và cũng như những anh em khác trong chương trình này trăn trở, chúng tôi vẫn hay dùng cái chữ là food for thought. Đây là những thực phẩm để chúng ta suy tưởng. Suy tưởng về cái gì? Suy tưởng về một quê hương Việt Nam của chúng ta để được sự duyên các khai thác cho nó rất nhiều. Bởi vì cái canh cánh đâu đó một tấm lòng của chúng tôi với đất nước, với quê hương. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị cũng với chúng tôi chia sẻ những cái bài học này và tìm kiếm một lối đi cho Việt Nam nói chung. Xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi tất cả quý vị và cảm ơn sự lắng nghe tất cả quý vị. Chúc quý vị một cuối tuần bình an. Cảm ơn luật sư. Xin chào.